Về là mà đi cọp năng sẽ mà giảm bị. Còn xem với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura mê ra ya ma cha pa ma đa tha na. Về là mà đi cọp năng sẽ mà giảm bị. Còn xem với những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina da na ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha cha ra we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da we ra ma kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chap ba ma da tha na we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ít ma ni ban cha si ka ba dha ni sa tu kang kan toa ngap ba ma de na ni ya ka lang samara kitab bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phát tâm với những hành theo chư được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh doanh tị, sì lê na phô khắc sâm bác đai, sì lê na ni phụ tinh doanh tị ta sâm mai, sì lăng quỷ sô thát dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời, cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải năng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thu lành thay, dạ chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butte yo kalito do so butto khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng tham mạnh cha du vít hàng qua rằng tham mê vô khali tô đô so tham mô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ta mai nam đề hàng sang khai thoang sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính của làm hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm bảo xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Phong vật tu sắp và mạng gà lăng rắc khăn tu sắp và đề hoa ta sắp và bụt đá hai nụ phá quê nà sà đà sô thi phong vật tu tê phong vật tu sắp và mạng gà lăng rắc khăn tu sắp và đề hoa ta sắp và thầm mạng.
nu pha ve na sa da so thi pho an tu te pho tu sa pa mang ka lang ra khan tu sa pa de va ta sa pa sang ka hai nu pha ve na sa da so thi pho an tu tên tất cả phước báo hằng có đến người cầu môn chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người sĩ thị gia cho nó gan tha xin tham mạnh tôi xin tham mạnh tôi xin tham mạnh tôi đâm phá lăng ê ta sĩ minh ra ta na ta giả sĩ minh xâm bát xa đà na chê ta xôn cầu mong cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức đã chúc phúc cho đại tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Tiếp theo, con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasattha chavammattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tusasanang Akasattha chavammattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tunogaru Akasattha chavammattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tunyatayo Akasattha chavammattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tupanino Akasattha chavammattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tuno sadam. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi kusala cầm măng cắt tắp bằng kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sát ta sanh ni no at thi ye cha sát ta a sanh ni no ca tăng bùn nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn năng na dê cha tát tha na cha năn ti đề hoa gành tòa ni quê đã dùng sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới hà nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu su khí tà hòn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng qua ta mề bùn nhà sa già qua hằng hồn tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng nít bà na sa bách cha dồ hồ tu, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn.
Với phước báo mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì Tam Quy ngũ giới, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ và xin chia phước này đến với quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng các quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy ngũ giới ngày hôm nay? Dạ, con xin phần phước đến với những người đang là F0. Xin cho các quý vị ấy mau khỏi bệnh và Việt Nam và thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch COVID này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với Tam Bảo, với quý sư và đạo tràng, kính xin đạo tràng hoan hỷ với con. Dạ, bây giờ là 4:32, trễ 2 phút. Dạ, con xin sám hối với sư. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin dâng mic lại đến sư điều hợp chương trình học ngày học hôm nay là sinh hoạt tùy duyên ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Hài Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tôn trên Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý thiện nam tín nữ. Chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lành. Sa thú Sĩ Kim Nhung. Rất là hoan nghỉ Sĩ Kim Nhung, gọi là tùy duyên ha. Tức là ngày hôm nay là cái ngày mà Sĩ Tâm Phương lễ bái Tam Bảo. Nhưng mà Sĩ Tâm Phương thấy biệt tâm, biệt tích, không thấy xuất hiện, mà cũng chẳng có báo nữa. Cho nên Sĩ Kim Nhung đến và tùy duyên, tức là tùy hoàn cảnh thích hợp, để rồi chúng ta hành xử một cách rất là tốt đẹp, thành tốt quá trời. Nhưng mà vẫn muốn biết lỗ tài nữa cũng gặp cái bài này. Vậy thì rất là hoan nghỉ Sĩ Kim Nhung ha. Chúng ta đối với đạo tràng nương nhau mà sống, tức là khi vị nào bận công việc hoặc là vì một lý do gì đó mà không đến với đạo tràng, và chúng ta trong thời gian rảnh rỗi thì có thể đưa bàn tay lên phụ giúp cho người ta, rồi bảo đảm rằng trước sau gì người ta phụ giúp lại ha. Bởi vì đời có nói một câu là có qua có lại mới tọa lòng nhau ha. Chúng ta giúp người ta thì người ta sẽ giúp lại. Mà rất là tán thán Sĩ Kim Nhung, bởi vì sức khỏe không được tốt ha, nhưng mà đưa tay lễ bái Tam Bảo âm thanh rất là tốt, rất là rõ. Sa thủ. Trường hợp của Sĩ Tâm Phương phải xét lại. Chứ quý vị nghĩ như sao? Xung phong đưa tay rồi cái năng nỉ đổi người này qua người kia, chọn ngày thứ hai. Vậy mà rồi cũng không có khi mà đụng chuyện cũng không báo cho biết để chuẩn bị tinh thần. Chị Tâm Phương Bồ xin phép sư và đạo tràng được gặp thế tụng kinh Tam Bảo cho chị quý giới, chứ riêng khi có ai thay thế cho chị Tâm Phương trở về đạo tràng rồi. Tinh thần của Sĩ Kim Nhung rất là tuyệt vời, một cái tinh thần tự nguyện ha. Nếu mà Sĩ Tâm Phương có sự cố gì không vô được trong room này thì Sĩ Kim Nhung có thể thế trong một thời gian, cho đến khi nào mà Sĩ Tâm Phương coi như mắc cỡ quê độ rồi cho vô lại ha. Rồi không sao rồi.
rất là hoan hỷ tinh thần của sư Kim Nhung ha. Rồi bây giờ chúng ta học nhé. Hôm nay học chứ không phải là sinh hoạt tùy duyên ha, sư Kim Nhung. Tiếp lại cái đoạn thứ 9 nè. Còn một cái đoạn thứ 10 nữa mới kết thúc cái bài kinh Từ Bi ha. Tối nay hình như học học rồi ha, tuần trước ha. Có phải không bà con? Tuần trước học rồi hả? Alo, alo, bà con ơi. Ủa? Học đoạn 9 rồi á, vậy thì còn đông mới, khổ quá. 9 học rồi thì còn đông mới, đông mới là cái đoạn kết thúc. Đúng là hôm nay học đoạn 10. Học kia đâu phải tùy duyên, còn đoạn đó là chấm dứt mà. Rồi, alo, Sít Nhật Quỳnh ơi, đoạn 10 chứ đâu phải đoạn 9. Alo, alo, Sít Nhật Quỳnh. Rồi, chạy đâu mất tiêu rồi. Rồi, thôi bây giờ lại ba tâm bảo trước khi chúng ta vô cái đoạn 10 ha. Vậy mà tưởng quý vị quên chứ, ai ngờ học thuộc cái đoạn 9 luôn, ghê thiệt. Cho nên khi đưa đoạn 9 này lên, bà con nói, ô học rồi, thuộc rồi, thuộc rồi, quá giỏi luôn. Rồi, xin phép Đăng Dân Đức Tam Bảo rồi, chúng ta học đoạn 10 ha. Nam mô Bụt Hài Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sân Khà Dạ. A Ra Hằng Sâm Ma Sâm Bụt Thô Bụt Thăng Cộng Quanh Tăng Phúc Gặp Hòa Đề Mị. Hồng Chánh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thì cao dày, bậc thế dân giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ phát thân tình diệu, bậc trường phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Sua kha tô bhagavata tham mô tham măng namasami. Pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền. Cuộc thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ phát nhân liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần. Trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Supatipanno bhagavato sa vakasankho sankhan namassami. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh giữ tòa thế tôn. Thành đạo quả bốn đôi tấm chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niệm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Rất tận nát tây giác sá quanh đà mỹ. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thùy từ giáo hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Hài Dạ. Phần Thánh Dương Ân Đức Tam Bảo đã xong. Máy hú à? Mấy hú chẳng phải là mình tu rồi mình biết hú. Rồi, tốt chưa? Alo, được chưa? Rồi, đồng 10 cũng đưa lên rồi. Quý vị còn nghe hú không? Nghe tốt rồi ha. Rồi, đoạn số 10. Bây giờ, trước tiên chúng ta lướt qua ý nghĩa, để rồi khi chúng ta học chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn, bởi vì chúng ta biết ý nghĩa của những từ này như thế nào. Câu đầu tiên ha, Dithin cha anupagam masilawa ha. Dithin cha anupagam ha,
Như chữ si lá hoa nó ở câu số 2, xin Nhật Quỳnh. Kia chữ si lá hoa nó ở cái câu số 2. Bởi vì một câu ngắn, một câu dài. Alo. Cái này thấy nó hơi ngỡ ngỡ. Bởi vì cái lối văn mà trong cái bài này á, thì câu trước ngắn, câu sau dài. Vậy thì bây giờ chữ đích thinh cha do chữ đích thinh cộng với cha, mà chữ đích thinh do cái từ đích thí tức là thấy, thấy vào cái sái quấy, thấy bậy thấy bạ, mà người ta gọi đó là tà kiến ha. Chỉ đích thi, thấy sai, thấy không đúng, thấy trật lắc, cho nên gọi là đích thi. Rồi chị cha là hòa ha. Anu ba gam ma do cái động từ Upagacchati, cái động từ Upagacchati có nghĩa là không đi đến, không chấp nhận. Bởi vì cái chữ anh trước, chữ anh phía trước nó là một cái sự phủ nhận, có nghĩa là không. Rồi cái câu đầu tiên tức là không chấp nhận cái điều sai quấy, không chấp nhận cái điều bậy bạ, đó là cái ý nghĩa câu đầu ha. Rồi bây giờ chúng ta coi như trở lại để thấy cái câu đầu tiên á, tức là tới giữa Anupagamma chứ không phải là có chữ si lá hoa hả. Rồi đây đích thình cha Anupagamma tức là không chấp nhận tà kiến, không chấp nhận sự sái quấy, đó là ý nghĩa câu đầu ha. Rồi câu thứ số 2, si lá hoa đá sa nê na sam ban nô, si lá hoa đá sa nê na sam ban nô. Chữ si lá hoa do cái từ si lá quanh tú, có nghĩa là có giới hạn. Rồi Dasana do cái từ Dasana nó khác với từ Ditthi, có nghĩa là có chánh kiến hay là tri kiến, tức là thấy, mà thấy cái này thấy đúng chứ không phải Ditthi ha. Ditthi ví dụ Miccha Ditthi, Samma Ditthi. Miccha Ditthi là thấy sai, rồi Samma Ditthi là thấy đúng. Thì ở đây Dasana kiến, có nghĩa là tri kiến ha, tri kiến Dasana. Rồi Sambanno là một cách đầy đủ. Sambanno một cách đầy đủ. Vậy thì chữ Sambanno còn có nghĩa là thành tựu, đó là viên thành. Ở đây câu số 2 ý nghĩa là có được cái vấn đề tri kiến, giới hạnh một cách coi như đầy đủ, một cách thành tựu. Rồi câu số 3, ca mê suy này giới ghê thần, ca mê suy này giới ghê thần. Ca mê su do cái từ ca ma là trần tục hay là dục, những cái sự ham muốn, những cái mong mỏi trong thế gian này. Ví dụ chúng ta ở trong cái cõi này, cõi gọi là cái cõi dục giới, mà dục á
thì cái tâm cứ ưa này thích cái kia, đứng núi này trông qua núi nọ, cho nên gọi là kama trần tục. Rồi vinaya chữ này có nghĩa là xả bỏ hay là viễn ly, xả bỏ hay là viễn ly hay là thoát khỏi. Vinaya ghê thân, ghê thân do cái từ ghê thá, ghê thá có nghĩa là tham đắm, ghê thá nhưng mà chia theo đối cách đu ti gia quỷ phát thi ca qua trình á, cho nên ghê thá biến thành ghê thân. Ghê thân là tham đắm, mà tham đắm cái gì? Tham đắm về trần tục, tham đắm trần tục. Thì bây giờ ông bảo mình phải biến ly, phải xả bỏ đi. Có nghĩa là không ái nhiễm dục trần. Ở đây cái câu này gọi là không ái nhiễm dục trần, tức là không có tham đắm trong đó. Và câu cuối cùng, nahi cha tu gấp say yang puna re ti ti, nahi cha tu gấp pha say yang puna re ti ti. Câu cuối cùng, nahi cha tu, na là không, hi thật sự, cha tu do từ cha tí, cha tí là sanh. Gấp phá xây dân, gấp phá xây dân là sanh như thế nào? Sanh trong bào thai, gọi là có bốn cách sanh ha. Thai sanh này, noãn sanh này, thấp sanh này, khóa sanh. Vậy thì thai sanh là như thế nào? Thai sanh tức là sanh trong bào thai, giống như con người của chúng ta, gọi là thai sanh ha. Noãn sanh tức là sanh ra từ trong trứng, rồi thấp sanh là những cái côn trùng ở nơi ẩm thấp, gọi là thấp sanh. Rồi hóa sanh là họ sanh ra do cái cảnh giới của họ, ví dụ như Atula hoặc ngạ quỷ, cái nghiệp còn dư sót cũng hóa sanh, rồi chư thiên cũng hóa sanh. Thì cả bốn cái cảnh giới tái sanh, mà trong đó chúng ta được gọi là thai sanh, tức là sanh từ thai vào, gấp phá xây dân ha. Puna lại nữa, puna re tì tí ha, puna re tì tí có nghĩa là trở lại hoặc là tái sinh hoặc là lộn lại, tức là trong cái sự luân hồi sinh tử, chúng ta từ thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, rồi noãn sinh, tức là chúng ta cứ liên tục xoay vòng, nên là trở đi trở lại, mà người ta dùng cái từ là puna re, tức là tái sinh. Vậy thì câu số 10 này cho chúng ta ý nghĩa sao? Ai sẽ ly kiến thủ, giới hạnh được tự thành, chánh tri đều viên mãn, không ai nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Hoặc là vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm siêu đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ cứu màu, đoạn tuyệt tà kiến, xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạng ngữ, nghiêm minh niết bàn. Tới cái đạo quả gọi là bất lai á, bất lai có nghĩa là anaham đạo a la hán, anaham đạo anaham quả, tức là quả vị thứ ba của hữu học. Quả vị thứ ba của hữu học thì cái cảnh giới mà các cái vị này á là ở cõi phạm thiền, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngữ, nghiêm minh niết bàn. Thì cái các vị mà đạo quả hữu học thứ ba
các vị này ở trong cái cõi gọi là ngũ tịnh chư thiên ha, ngũ tịnh cư, tức là cái cõi của vị phạm thiền. Mà các vị này ở đó giống như một cái trạm để chờ đến cái quả vị a la hán. Tức là chúng ta biết rằng các cái vị thánh hữu học từ Tu Đà Phơn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, các vị này cũng phải học, cũng phải luân chuyển trong vòng bảy kiếp, chứ không phải nói là ồ, các cái vị đó là thánh rồi, không có còn học gì nữa. Không còn học gì nữa có nghĩa là khi đến tầng thánh thứ tư gọi là thánh vô học. Mà đối với đời thì người ta dùng cái từ vô học đó, nó thô hơn, gọi là thất học. Thất học tức là không biết gì hết. Nhưng mà ở đây vô học là một cái vị thánh mà coi như một cái vị lậu tận. Một cái vị này tức là khi mà còn sống là hữu dư niết bàn, mà khi mà đã tịch rồi là vô dư niết bàn. Thì sự tu tập của chúng ta chỉ mong được như vậy thôi. Còn cũng là thánh, xu dòng thánh vức ha, tức là từ Tu Đà Phơn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đó là những vị thánh hữu học. Mà nhiều khi chúng ta nói rằng có học rồi không học, người đời có những cái ý nghĩ rất là sai quấy, đồ thất học, đồ vô học. Khi mà mình nói đồ vô học tức là vô tình chúng ta ám chỉ các bậc thánh. Bởi vậy cho nên khi mà những cái vị mà chứng đắc thánh quả từ Tu Đà Phơn rồi đến các vị A La Hán, thì những cái vị này thường thường chọn những cái nơi thanh vắng, những cái nơi gọi như sơn lâm cùng, tránh xa loài người. Bởi vì coi như loài người dễ xúc phạm, bởi vì nhìn trên thân tướng thì thấy các ngài có những cũng bình thường, rồi chúng ta xúc phạm, và xúc phạm tức là chúng ta đụng vào lửa, chỉ có con đường đi xuống và con đường tiến hóa để mà thành tựu đạo quả bị chặn lại. Quý vị biết ông A Chà đã sát tú ha, hôm trước Sĩ Kim nói cái ông này bị đắc rút á. Không biết thấy ở đâu mà coi như nói ông bị đắc rút. A Chà Ta Sát Tu tức là A Sà Thế ha, phải không? Cái ông này á, cái nhân duyên, cái phước của ông á, trong cái hiền kiếp đó là một vị thánh nhân, còn có là một người tam nhân ha, có duyên để chứng đắc thánh quả Tu Đà Phơn chứ không phải là không. Nhưng mà khổ một nỗi thân cận á, với cái người mà coi như ác tâm, tức là đề quá đá ta, rồi do sự xúi dục của đề quá đá ta mà ông ta bắt vua cha của mình giam vô ngục ha, rồi cho nhịn đói. Mà nhịn đói như vậy thì bà hoàng hậu á mới đem vật thực thoa trong người, mật ong này hoặc là giấu trên búi tóc này, đem vô cho chồng. Tức là nhưng mà coi như A Sà Thế biết được, cản cấm không cho hoàng hậu vô thăm nữa. Rồi sao mà coi như nhốt như vậy, giam như vậy, bỏ đói như vậy mà sao cũng còn sống? Bởi vì sao? Đức vua là một cái người chứng đắc thánh quả, cho nên hưởng sự an lạc trong sự giải thoát, mà ngài không có cảm thấy đói, cũng không có thấy buồn rầu sầu khổ gì hết. Đức vua không cho ăn, không cho uống, nhốt hoài mà cũng không chết, thì làm sao mình lên làm vua được? Ông vua còn sống đó, mình là con, mà muốn làm vua, muốn lên một cái ngai vàng thì phải dứt ông này. Thế là
mới sai quân lính. Cái bàn chân của con người ta vậy mà mổ nơi gót chân á, à, mổ nơi gót của cái chân á, rồi lấy muối sát vô, trời ơi, máu ra, rồi lấy muối sát vô thì đau nhất sao chịu nổi. À, khi cái sự đau nhất máu nó chảy ra như vậy và làm cho đức vua kiệt sức, rồi đi vào trong cái trạng thái hôn mê và nhắm mắt tắt hơi. Mà trong lúc nhắm mắt tắt hơi như vậy á, thì A Chà Ta Sa Tú, à, hoàng hậu được coi như công chúa được được nữ tỳ báo rằng coi như vừa hạ sinh một thái tử. Ồ, mừng quá khi mình được làm cha. À, khi mình được làm cha mà mừng như vậy đó thì lại nhớ lại, ủa, cha của mình đưa nhốt ở trong ngục. À, thì cái tấm lòng phụ tử thương con của mình, nhớ lại cha ruột của mình lật đật chạy vô trong ngục, thì vua cha đã băng hà. À, do cái tội mà giết cha kiểu đó, nhưng mà rồi ông ta đi sám hối với Đức Phật, sám hối với Đức Phật, và thế là không bị đắc rút. Thế thật sự ra giết cha một cái vị thánh nhân, nhưng mà thành tâm sám hối với Đức Phật và trở thành một vị coi như đại hộ pháp, đại hộ pháp trong thời kỳ đó. À, và ông ta sau khi thân hoài mạng chung, đọa vào địa ngục đồng sôi. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu không có thân cận với Đề Bà Đạt Đa thì ông ta đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Đó là cái chuyện của vua A Xà Thế ha. Còn bây giờ chúng ta học chứ. Nhưng mà cũng nói lên cái đoạn mà đích thí, tức là thấy sai sự thật, để rồi mình thấy cái lợi trước mắt, như vua A Chà Ta Sa Tu, có nghĩa là cái lợi trước mắt là mình làm vua đời, còn Đeo Đa Tá làm vua đạo, có nghĩa là đời với đạo hai bên song hành mà thân với nhau. Đeo Quan Đa Tá thì giết Phật, còn mình thì giết cha, một bên là vô đạo, một bên là vô đạo. Cho nên với cái tư tưởng như vậy, đích thi này, đích thinh này, chúng ta thấy nghĩ bậy để rồi chịu quả khổ. Rồi bây giờ chúng ta học ha. Đích thinh cha nu ba gầm ma, đích thình cha anu ba gầm ma, đích thình cha anu ba gầm ma, si la hòa đa sa đa sa nề na sầm bần nô, si la hòa đa sa nề na sầm bần nô, si la hòa đa sa nề na sầm bần nô. Rồi, đọc lại hai câu này ha. Đích thình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nề na sầm bần nô. Đích thình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nề na sầm bần nô. Đích thình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nề na sầm bần nô. Rồi bây giờ hai câu này, cái dòng kinh đọc liền một hơi như vậy ha. Bởi vì chữ nô cuối câu số 2 nó là trường âm, thì chúng ta đọc cái câu này hai hơi. Đích thình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nề na sầm bần nô ha. Rồi hai câu sau tiếp tục ha. Nhưng mà với hai câu này, trong cái vấn đề kể, quý vị cũng chú ý ha, đọc một lần hai câu, đừng đọc từng câu một.
Nếu mà đọc từng câu một ấy, thì nghe nó rời rạc. Mà đọc một lần hai câu đầu này chúng ta đọc được, thì hai câu sau chúng ta cũng đọc được. Bởi vì cái thể thơ của cái lối bài kinh này, bài kệ này nó là như vậy. Bây giờ chúng ta thử kể hai câu ha. Đinh thỉnh cha nu ba gâm mà đã ủa gì vậy là sai ta. Đinh thỉnh cha nu ba gâm mà si la wa đa sa nê na đa sa nê na sam ban nô. Ồ, cái lối này kỳ cục quá. Hoàn toàn để coi lại à, trong cái đoạn chính. Tịch thanh cha, tịch thanh cha răng ni sinh nô hoa sa gia nô hoa gia hoa tan sa quy gà ta minh thù ê thật nà tịch thay gia Brahma me tăng quy hạ răng y tham ma hù. Cái đoạn này chắc rồi, nhờ quý vị thế cái sao mà chỗ này thấy trục trặc kỹ thuật rồi, để phân bổ lại ha. Thôi giọng kinh trước đi. Câu số 3, câu số 4 bẻ mánh chỗ này rồi. Ca mê su quy này gia kê thằng ca mê su quy này gia kê thằng ca mê su quy này giá ghê thần. Và câu cuối cùng, na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Rồi câu 3, câu 4. Ca mê su quy này giác ghê thần na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Ca mê su quy này giác ghê thần na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Ca mê su quy này giác ghê thần na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Bây giờ chúng ta coi như ôn lại theo giọng kinh ha. Địch hình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su quy này ghê thần na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Địch hình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su quy này ghê thần na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Rồi bây giờ chúng ta có thể chia làm hai ha. Địch hình cha nu ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su quy này giá ghê tăng na hi cha tu gấp pha xây dần pu na rê tì tí. Rồi như vậy bài này kể sao đây, sao khó kể quá vậy, không biết sao. Thôi bây giờ quý vị đột phá đi ha. Chứ sao cái bài này sao thấy hơi kể hơi kỳ kỳ ha. Rồi mời xin mê ta để hôm nay coi quý vị kể như thế nào. Xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tỷ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc đoạn 10 của Từ Bi Kinh. Đích thình cha Anu Ba Gầm Ma Si La Hòa Đa Sa Nề Na Sâm Ba Nô
ca mê su quy này gia ghê thăng nay cha tu gấp phát xây văn bù na rê tì tì đất thình cha anu ba gầm ma si la hòa đa sa nề na sâm ban nô ca mê su quy này gia ghê thăng nay cha tu phát xây văn bù na rê tì tì vượt lên đến mức thắng ô khai thông tuệ nhãn tầm sâu đỉnh đầu a hàm đạo tuệ gương màu đoạn tuyệt tà kiến xả khâu dục tình bất lai cảnh giới hữu hình phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn. Dạ con xin cái đích thân cha nô ba gầm ma sĩ la hoa đa sa nê na sâm bần nô ca mê su quy nay ya ghê thăng nay cha tu gặp pha say yang u na re ti ti. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ, các cô tư nữ. Con xin chào, sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và các quý vị đạo trong đạo tràng. À, quý vị có nghe tôi rõ và liên tục không ạ? Chưa chi thấy đánh tùm tùm la vậy. Sư sư một hồi đó có phải đọc lên hết nguyên bài không sư? Từ đoạn 1 đến đoạn 10 luôn sư, có không sư? còn cái gì? Thôi trả bài đi. Con xin trả bài nha sư. Tức là đọc và kệ dịch tiếng Việt thôi, đọc tiếng Việt Nam đi, dịch thực thôi chứ không có phân tích. Con quên, đi chợ mới về mệt mà. Thôi bữa nay không chọc sư la đâu. Con xin đọc đoạn thứ 10 hay là đoạn cúng cùi, đoạn cuối cùng của kinh Từ Bi. Đích thần cha lúc phá gầm Masilasane na sam panno ka ne su quy này giá ghề thằng na hi cha tu gác phái xây dằn phu na về tì tí. Đích thần cha nút phá gầm Masi la hòa đá sa nề na sam panno ka ne su quy này giá ghề thằng na hi cha tu gác phái xây dằn phu na về tì tí. Hai lần á, tổng lần á. Đọc lần này cũng được đối sao. Đệ thân cha a nút pha gấm ma si la wa da thân sa nê na sâm phán nô ca mê su vi nay ya ghê thăng nà hi cha tu gấp pha dây dâm phù na vê tí tì. Đệ thân cha a nút pha gấm ma thì là qua đạt xa này na sâm thanh nhô cà mê su quý nay dây ghế thăng nà hi cha tu gấp pha xây dân phù na rê tí tì. Tiếng Việt Nam dịch ra mới đánh máy rồi, rõ kìa. Vượt lên đến mức thắng u khai thông tuệ nhãn tầm su đỉnh đầu a hàm đạo tệ gươm màu đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình bắt lai cảnh giới hữu hình phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn hết. Hết rồi sư. Ai, con cứ con phải tự nhắc con là cái này không có phân tích trường tâm tổng âm gì hết á. Ai coi phe ta cho gì đây. Trời cho bông qua không thấy gì, nó chạy tùm lum lên đây. Kể đi.
Con xin cảm ơn sư và các quý vị Phật tử cho bông hoa vỗ tay vỗ chân. Vậy dạ con xin trả máy. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu số 10 ạ. Đi thình cha Anuba gầm ma xì la hòa đa sa nề na sầm bàn nồ cà mề su gia hàng na hi trà tu ga phát sầy dằng bu na rề ti tì. Đi thình cha Anuba gầm ma xì la hòa đa sa nề na sầm bàn nồ cà mề su quy này gia ghề thằng na hi trà tu gấp pha sầy dằng bu na rề ti tì. Vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạng ngự nghiêm minh niết bàn. Dạ con xin kể ạ. Di thinh cha anupa gamma sila wada sa ne na sam ban no ka me su vi nay ya ge thang nai cha tu ga pha say yang bu na re ti ti. Đi thính cha Anubhagamma sila vada sa ne na sam ban no ka me su quy này ta đề thăng nai cha tu gặp phá say yang bu na re ti ti. Vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm sư đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bắt lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn. Dạ con đã và kệ xong. Dạ con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con xin mời vị kế tiệm. Dạ xin mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Từ Bi đoạn cuối ạ. Đít thình cha Anupa gầm ma si la hòa đá sa sê na sầm pan no ca mê su vi này ya ghê thằng na hi cha tu gấp pha say yang phu na rê ti ti. Đít thình cha Anupa gầm ma si la hòa đá sa sê na sầm pan no ca mê su vi này ya ghê thằng na hi cha tu gấp pha say yang phu na rê ti ti. Dạ con xin kể. Di thinh cha Anupa gamma sila vada sasena sampanno kame suvi naya ge thang nahi cha tu gappa sayang punare ti te. Di thinh cha Anupa gamma sila vada sasena sampanno kame suvi naya ge thang nahi cha tu gappa sayang punare ti ti. Vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gương màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự như minh niết bàn. Dạ con đã đọc kệ xong. Dạ có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ xin mời. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã có sai, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào đạo hữu. Con xin đọc đoạn 10 của bài kinh Từ Bi. Đít thình cha Anupa gam ma si la la đáp sát nề na sam thanh nô kame su quy nầy ya ghê thăng na hi cha tu gấp
phát xây dân phu nát rê tì tí tích thình cha anu pha gầm ma si la hoa đắt sa nê na sam thanh nô ca mê su quy này giá kê thăng na hi cha tu gấp phát xây dân phu nát rê tì tí vượt lên đến mức thắng ưu khai thông tuệ nhãn tầm sưu đỉnh đầu a hàm đạo tuệ gương màu đoạn tuyệt tà kiến xả câu tục tình bất lai cảnh giới hữu hình phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin xin sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn đạo tràng đã cho mình tự biết là âm thanh rõ. Và con xin đọc câu số 10 của bài kinh từ bi hôm nay ạ. Đích thìn cha anupa gamma sila wa dasa ne na sambanno kame suvi ne ya ge thang nahi cha tu gap pa se yang bau bunare ti ti. Đích thìn cha unap gamma si la wa da sa ne na sam ban no ka me su vi ne ya ve tha ge thang na hi cha tu gap pa se yang bu re ku na re ti ti. Dạ con xin đọc lại. Thìn cha anupa gamma si la wa da sa ne na sam ban no ka me su vi ne ya ge thang na hi cha tu gap pha si yang bu na re ti ti. Vượt lên đến mức thắng ưu khai thông tuệ nhãn tầm sư định đầu a hàm đạo tuệ gương màu đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình bất lai cảnh giới hữu tình phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn. Và con xin kệ. Định thiên cha anu ba gam ma si la wa da sa ne na sam ban no ca mê su vi ni ya ge thang na hi cha tu gam pha se yang bu na re ti ti. Dạ con đã đọc và kể xong, con có sai một ngày chỉnh sửa giùm con. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô tự xin mời bàn tay của Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc. Đích thìn anu pa gam ma si la wa đan sa ni na sam pan no ca me su vi này ya ge thăng na hi cha tu gam pha say yam phu na re ti ti ti. Đinh thìn cha anu pha gam ma si la wa đan sa ne na sam pan no ca me su vi này ya ge thăng na hi cha tu gam pha say yam phu na re ti ti. Vượt lên đến mức
thắng u, khai thông tuệ nhãn, tầm su đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gương màu, đoạn tiệt tà kiến, xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên và tại ngự tạm ngự, nghiêm minh niết bàn. Đinh thiên cha a nu pha gam ma se la wa dan sa ne na sam pan no ta ne su vi nay ya ge thần na hi cha tu gặp ma se yam tu ra ne ti ti đinh thiên cha a nu pha gam ma Sì la wa dan sa ne na sam pan nu tha me su vi ne ya ge thang na hi cha tu gam pha say nhang tu na le ti ti. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng và sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ, dạ được rồi cô, để Nhật Quỳnh sẽ đưa bài lên. Dạ, Nhật Quỳnh mới trở lại máy. Dạ, cô cho Nhật Quỳnh chút nha. Dạ, Nhật Quỳnh đưa bài liền. Rồi, cô khai trước đi nha, cho Nhật Quỳnh chào đầu sang. Sớm Nhật Quỳnh sẽ nghe những mít tính cô. Dạ, anh chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tề Đức, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phước Hành. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bạn gái cô tu nữ Phước Hành. Dạ, Nhật Quỳnh nhận mít cho cô ạ. Dạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ. Do mấy nãy giờ vô mà sao không hiểu cô Tâm Hạnh bóp bài lên cho nên là không thấy, chỉ có cô Nhật Quỳnh bóp lên mới thấy. Sau đây con xin đọc đoạn 10 bài kinh Từ Bi ạ. Dithin cha anupagamma sila va dasane na sambano kame su vi nay ya ghe thằng na hi cha tu gap pha say yang bu na re ti ti. Dithin cha anu ba gam ma si la va da sa ne na sam ban no ka me su vi nay ya ghe thang na hi cha tu gap pha say yang bu na re ti ti. Vượt lên đến mức thắng ưu,
khai thông tuệ nhãn tầm sư đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn. Con xin kệ. Đi thiên cha ha nu pa ga ma si la va đát sa ne na sam ban no ca me su vi nay ya ghe thăng na hi cha tu ga pha si yang bu ra re ti ti. Dạ con xin xuống biết cái sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bót bài ạ. Dạ Phúc Hạnh xin mời vị tiếp theo. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Trợ Đức ạ. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ con không có trước máy, con không biết quý sư đã ôn bài chưa. Dạ nếu quý sư có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Trợ Đức ạ. Dạ trong đạo tràng còn vị nào chưa ông bà Nhật Quỳnh kính mời. Dạ trong khi chờ đợi những bàn tay, con xin được trả lại câu số 10 của Từ Bi Kinh ạ. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Đích thình cha ơn Abu Gam Ma Sĩ La Qua Đa Sa Nê Na Sam Ban Nô Cà mê sư vi này và ghệ thăng đã hi cha tu gấp ba sậy văn bu na rê tì tì. Địch thình cha anu ba gầm ma sê la hoa đa sa nê na sầm bạnh nô. Cà mê sư vi này và ghệ thăng đã hi cha tu gấp ba sậy văn bu na rê tì tì. Vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm su đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự nghiêm minh niết bàn. Dạ con xin được kể ạ. À. Địa thỉnh cha a nụ bà gâm ma sĩ la qua đạt sa nê na sam ban no ca me su vi này ya ghê thăng na hi cha tu gặp ba say giang nu bu na re ti ti đề thịnh cha a nu gặp đề thịnh cha a nu ba gam ma Sĩ la qua đa sa nê na sam ban nô ca mê su quay này ya ghê thăng na hi cha tu gặp ba say văn bu na rê ti ti. Dạ con đã đọc và kể xong, con đọc có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Và một lần nữa con cung thỉnh đại đức Tuệ Đức, đại đức Pháp Trang à. Dạ quý sư có chút máy không cho con xin một tín hiệu à. Dạ Giang Nhật Hà ông bà chưa, Giang Nhật Hà ơi. Dạ còn vị nào chưa ông bà kính mời bằng tay à. Dạ kính chào Hoa Cúc Tím về vào đạo tràng. Nhà Nhật Hà lái xe hả? Rồi. Đại đức Pháp Trang không đưa tay, đại đức Tự Đức cũng không dám đưa tay luôn. Nên là đạo tràng có hai vị sư vào, không có vị nào đưa bàn tay lên hết. Dạ,
Nam Mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con cũng thỉnh quý sư à, quý sư đưa bàn tay giùm cho con để con buông mít xuống ạ. À. Dạ, con không thấy bàn tay của vị nào hết. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi trở lại đạo tràng bạch ngài. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ đại đức Quế Đức, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý vị, sa thủ câu số 10 nè, là câu cuối cùng ha, giọng đọc cũng hơi khó. Thôi thì cái đoạn này đoạn cuối và chúng ta cũng đã kết thúc cái bài kinh từ bi này, một bài kinh rất là có ý nghĩa, rất khó đọc chứ không phải là dễ, nhưng mà càng khó đọc như vậy thì chúng ta mới có sự chú tâm, và khi chú tâm vào đó thì chúng ta vượt qua cái sự sợ hãi, nhất là phi nhân. Mục đích của bài kinh này tức là trị con ma ở trong lòng của chúng ta, đó là sự sợ hãi. Và quý vị biết rằng 500 vị tỳ khưu khi mà an cư kiết hạ dưới một cái rừng cây bị phi nhân quấy phá rồi coi như đuổi khỏi trú xứ đó, sợ quá mới về trình lên Đức Phật. Và Đức Phật bảo rằng hãy làm cho cái tâm của mình có một cái lòng từ để lan tỏa đến những cái chúng sanh khác. Và thế là bài kinh từ bi này được xuất hiện. Khi mà 500 vị tỳ khưu mà cùng hướng tâm về cái bài kinh này thì cái lực nó mạnh quá đi. Tâm của các vị đó an trú vào trong cái bài kinh này, quên đi sự sợ hãi. Và chính những phi nhân ở trong cái khu rừng đó bị khuất phục, bị cảm hóa, và họ đã theo hộ trì cho 500 vị tỳ khưu này tu tập. Và thế là khi không còn sợ hãi nữa thì sự tu tập của các vị này được thành công, chứng đắc thánh quả. Thì với bài kinh này, trước khi mà quý vị mà coi như đi ngủ á, nên đọc tụng, hoặc là trước khi mà đi một cái chuyến du hành xa thì cũng nên đọc tụng, hoặc là khi cái sự sợ hãi phát sinh lên thì bài kinh này làm cho chúng ta coi như an tâm, nhẹ nhàng, không lo sợ. Một bài kinh rất có giá trị ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại cái bài kinh này từ trên xuống dưới bằng giọng kinh nha. Khi nào mà quý vị thuần thục giọng kinh rồi thì khi đó qua giọng kệ nó mới dễ. Chứ còn bây giờ mà nếu mà đọc giọng kệ, thật sự khi trích đoạn thì chúng ta đọc hay cũng bị lúng túng. Nhưng mà đọc từ trên xuống dưới rồi qua cái giọng kinh thuần thục thì giọng kệ nó mới dễ ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang apisame chasakko uchu chasu uchu chasu wacho chasamudu anati ma ni san to sako chasu varo chasap bakit chô cha sa la hu ca vô tí san tình rí dô cha ni ba cô cha áp ba gấp hồ cú lê su an an nu ghi thù na cha khút đằng sắp mà cha rề kình chi về na quỳnh nhu ba rèn ô ba qua đầy dùng sư khi nô hòa kề mi nô hồ
tu sa đề sa tà pha hoành tu su phi ta tà ye kê chi bà na phù ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di ca wa ye ma hành ta wa ma chi ma ra sa ca anu ca thù la đầu rồi à, thù la ha đi tha wa ye wa ad đi tha ye cha đù rè wa sành thi a quý đù rè phù ta wa sầm thoát quê si wa sầm bề sa ta phá hoành tu su khi ta ta nắp phá rù phá rằng nê cốc bề thái nhà tiết mạnh nhề tha ca tha chi năng kinh chiếc già rồ sát na bát tí ca sanh nhà nành nhà mạnh nhà sá đúc khá mi chay giá mà tà giá thà ní dần bố tăng a du sa e ca bố ta ma nu rắc khê e vầm bi sắc ba phù tê su chữ phu tê chữ phu này chữ bê 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 bò giống bê 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 phở phu tê xú nè à chỗ này viết sai rồi ha câu số 7 chiếc nhiệm quên phu tê xú dính liền nhau phu tá là chúng sanh á rồi đọc lại câu 7 nè ma ta ya tha ni yang pu tăng a yu sa e ca pô ta ma nu rắc khê e vầm bi sắc ba phù tê su ma na sang pha vá dê a pa ri ma năng ma năng mê tăng cha sắp ba lô ca sư minh ma na sang pha vá dê a pa ri ma năng út thằng át hồ cha ti ri dành cha sam ba thằng a huệ rằng a sam ba tăng ti thành cha đằng ni sinh nô hòa sa già nô hòa già quá ta sa vi ga ta mi thù e tăng sa tình a thích thầy ya brahm ma mê tăng vi hà rằng y tham ma hu đi thình cha nu ba gầm ma si thì là hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su vi này giang ghê thăng này chờ tu bắp phá xây dân phụ nạ rê ti ti rồi quý vị à, bây giờ chúng ta ôn theo giọng kinh hả thì trong giọng kinh đọc liên tục từ đoạn 1 tới đoạn 10 thì quý vị dừng lại nơi trường âm. Quý vị dừng lại nơi trường âm thì kéo dài ra à, chứ không phải dừng lại nơi trường âm mà hụt hơi à. Dù có hụt hơi nữa chúng ta cũng phải ráng kéo cho nó dài ra à, chứ không phải hụt hơi cái là nghỉ à, quý vị chú ý ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy coi Sít Kim à, đọc như thế nào, coi có bị đứt hơi, hụt hơi hay là đứt bóng nè. Xin mời. Con xin kính chào sư, các sư, các cô tu nữ, và quý vị Phật tử. Dĩ nhiên con giống như sư thôi, sao sư con đâu tốt, đâu có già gì đâu. Chờ cũng dán làm cho hết cho tròn bổn phận thôi. Sư đọc sư cũng mệt, nó phải trả công ơn của sư, phải trả đi, đọc cho đàng hoàng, cố hết sức mình thôi. Chứ có được hay không được phải hên xui đó sư, hên xui đó sư. Thôi con trả bài đi, con phải có chuyện con làm. Thư bữa nay, ngày hôm nay, tối nay mấy người ta đi ra đường bên Mỹ, người ta làm mặt quỷ, mặt ma, mặt tùm lum tùm la hết trơn. Nó gọi Halloween ha, vậy đó sư. Thôi để con trả bài đi. Nhát ma nói sư nói đọc đi bà tám bị chuyện quá. Quý vị nghe âm thanh rõ ha, quý vị nghe âm thanh rõ không, không có đứt quãng ha. Ê, để kéo cái YouTube lại dần dần đi. Con bắt đầu đọc tờ ơi nguyên bài luôn, 10 đoạn luôn, khủng khiếp kìa, cũng phải trả bài thôi. K
Charani giám mắt cho cu sa lề na dành tầng sành tầng phá đằng áp bích sa mét cha sắc cổ u chù ca su u chù ca su quắc cổ cha sa mu đủ anatima mi sành túc sắc cổ ca su ba rồ ca áp phá kích rồ ca sàn lâu ca vút ti sành tình vi dồ cha ni ba cổ ca áp phá gáp hồ khu lề su anh nút kích thổ na cha khu đằng sa mà cha về kình chi về na vinh ngụ ba rệ ô pha qua đầy dùng su ki nô quả khề ni nô hòn tu sáp đề sát tà pha hoàng tu su kích tác tà về kề si bà na bồ tát ti ta sa quả thà qua là quả ana qua xề sa địch thà quả về má hành tà quả mắt khi mà rắc sa khà anuka thù là địch thà quả về qua địch thà về cha đù về qua sành tí áo viết đù về phù ta hòa sàm phá huệ xì hòa sáp bề sát ta phá hoàng tư sư kích tác ta sáp bề sát ta phá hoàng tư sư kích tác ta na phá rồ phá rằng nít bút khề tha nà ti mạnh nghề tha thác ta chi nằm kình chi già rồ sa nà phát đích ca sành nhà nằm nhát mạnh nành nha mạnh na sa đúc kha mít chạy gia mạ ta gia thà ni dần phúc tăng a di sa e kha phúc ta man du rắc khe e vam sắp đề bù tề su mà na sầm thà quay về a pha li mà nằng nét đành cha sắp ba lô khát niên mà na sầm thà quay về a pha li mà nằng út thằng áp hồ cha ti đi dành cho ai sàm bà hằng ai quỳ rằng ai sắp thắt tặng tích thành cha rằng tích thành cha rằng như trình nô hòa thế già nô hòa già quá ta sau quá ta mít thô ê tặng xác định a thích thầy do rằng ma mê tặng quý hà rằng ý tham mà hú đích thình cha anh đúc tha gầm ma xì la hòa đa xa nề na sầm thành nô khà mê chú quý này giác ghệ thằng na hi cha tư gấp ba sậy dằn phu na về tì tí. Có cần phải đọc thêm lần nữa không sư? Tại vì cái chữ đánh máy nhỏ chứ cái đó thôi, con nhiều thì con thấy không hết chữ đó. Có cần đọc một lần nữa không sư? Được rồi, dạ con xin cảm ơn và cảm ơn sư và quý vị đã cho bông hoa. Có người vỗ tay nữa, có người vỗ tay mà thôi cũng được. Con xin nhường máy cho người khác, con không biết người nào tới nên con mới vô thôi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài kinh Từ Bi. Cú sa lê na danh tăng sanh tăng ba đằng avisamet cha sắc cô u chủ cha su chủ cha suwa chủ cha sa muru anati mani sanh tut sa cô cha suparo cha apakit chủ cha san lahukavuti sanh tin riyo cha nipako cha apagapo kule su ananugi thô na cha hút đằng sa ma cha rê kinh chi ye na huỳnh nhu pa rê u pa wa đầy dùng su khi nô wa khe mi nô hồn tu sắp bê sát ta pha hoàn tu su khi tát ta ye kê chi pa na phu tát ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa đi kha wa ye ma hành ta wa mắt chi ma rát sa ca anuka thù la đi tha wa ye wa áp đi tha ye cha đù rê wa san ti a wi đù rê phù ta wa sam pha huệ si wa sắp bê sắp ta pha hoàn tu su khi tát ta na pha rô pha rằng ni cúp bê tha na ti mạnh nhẹ tha cắt tha chi năng kinh chi già rô sa na pa ti kha sanh nhà nành nha mạnh nhát sa đúc kha mít chay ya ma ta
yathani yang puttang ayusa ekaputtamanurakhe evampi sabbhute summa nasangpha vaye aparimanang mettang cha sabbalokasmin ma nasangpha vaye aparimanang uthang atho cha tiri yang cha asamba thang awe rang asapat tang tit thang cha rang nisin no wa saya no wa ya watat sa wi gatamit tho e tang satin atit thay ya ram ma me tang vi ha rang itabha hu dit thing cha anupagam ma si la wa dat sa ne na sampang no kame su vi ne ya ghe thang na hi cha du kap pha sĩ yang puna re ti ti. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết, kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phục Hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài kinh Từ Bi, và con Nhật Quỳnh khỏi bốt bài vì mấy ta đọc trong sách đặng cho chữ nó to dễ đọc hơn. Dạ, cảm ơn cô, nhưng mà cô khỏi bốt bài. Dạ, con xin đọc. Karani yamata kusale na yan tang san tang ba đằng a phi sa mai cha sắc cô út chụp cha su chụp cha su wat cho cha sa mu đô anati mani san tu sa cô cha su pha rô cha ba kích vô cha san lao cao ti san tình ri vô cha ni cô cha ba gặp phô cú lệ su ananu gích thô na cha khut đàng sa ma cha rê kinh chi về na huỳnh nhu ba rê u ba wa đầy dùng su khi nô wa kê ni nô hồn tu sắc bê sạch ta pha hoàn tu su khi tắc ta về kê chi ba na phu tắc ti tắc ta sa wa ta wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye man ta wa mat chi ma ra sa ka anu ka thu la đức ta wa ye cha ắt đức ta ye cha đu re wa san ti a vi đu re phụ ta hoa sâm pha huệ si hoa sập bề sắc ta pha hoàn tu su khi tát ta na ba rô ba răng ni khúc bề tha na ti mạnh nhẹ tha cách tha chi năng kinh chi và rô sa na ba ti kha sanh nhà nành nhà mạnh nhạt sa đô kha mít chạy ya ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu kê e vam bi sap ba phu tê su ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang met tan ya sap ba lo ka min ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang ụt thằng a thổ cho tí ri dân cha a sầm ba thằng a huệ răng a sa bát thằng tích thằng cha răng ni xin nô wa sa già nô wa ya wa ta sa vi ga ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy giáp rằm ma mê tăng vi hà răng
Ý tha ma hô đức thần cha nu ba gầm si la hoa đát sa nề na sâm bàn nô ca mi su vi này gia ghê thằng nay cha tu gấp phát say yang bu na rê tì tì. Dạ con đã đọc xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ em xin chị Nhật Huỳnh post bài giùm em ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Karani yama thakusale na yan tang san tang badang afisa mai cha sak ko ucho cha su cho cha su wa cho cha samudu anati mani sang tu sako cha su faro cha abakit cho cha san lahu kabuti san tin riyo cha nipako cha abaga fo kule su ananurgitho na cha khut dang sama cha re kin chi ye na win nyu ba re u ba wa đầy dùng su khi no wa khe mi no hon tu sát ta pha hoàn tu su khi sát ta ye kê chi pa na phu ta tha ta sa hoa tha hoa ra hoa ana hoa se sa di kha hoa ye ma han ta hoa ma chi ma ra sa ka anu ka thu lam Ditta wa ye wa ditta ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa m ti wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta ta na ba ro ba rang ni cu bê tha na ti mạnh nhẹ tha ca tha chi năng kinh chip ya ro sa na pa ti kha sanh nha nành nha mạnh nha sa đúc kha mít chay ya ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta manu rắc khê e quam bi sắp ba phụ tê su ma na sang pha qua dê a pa ri ma năng mét tành cha sắp ba lô ca mình ma na sang pha qua dê a pa ri ma năng út thằng a thô cha ti ri dành cha a sam ba thằng a quê rằng a sắp bát tăng tít thằng cha rằng mi xin nô hòa sa già nô hòa già hòa ta sa quy ca ta mi thô e tăng sa tình a thít thầy gia phạm ma mê tăng quy hà rằng y tham ma hu đi thiền chao nô ba gầm ma si la hòa đa sa nê na sam ban nô ca mê su quy này gia ghê thằng na hi cha tu gấp pha say yang bunare ti. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ xin mời Hồng Mai. Dạ kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc hết bài từ Ly Kinh ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Kera niya matha kusale na yam tang san tang ba dang a thi sa mek cha sak kho u chu cha su hu chu cha su wa cho cha sa mu du anati ma ni san tu sa ko cha su fa ro cha ap ta ki cho cha sa la hu ka vu ti san tin tri yo cha ni pa ko cha ap ta gap fo hu le su anu vi tho
na cha khu đập nặng xa mà cha rề kinh chi về na huỳnh nhu pa rề u pa quá đầy dùm su khi nô hoa khề mi nô hòn tu sắp đề sắp ta pha hoàn tu su khi tắp ta về kề chi ta na phù tắp thi tát sa hòa tha hòa ra hòa an na hòa se sa di kha hòa ye ma ham ta hòa mắt chi ma ra sa ca anu ca thủ la di tha hòa ye hòa áp di tha ye cha du ye hòa sam thi a vi du ye phu ta hòa sam ta ye si hòa sap đề sắc ta pha hoàn tu su khi tắc ta na pa ro pa rằng ni cúp đề tha na pi mạnh nhẹ tha cấp tha chi năng kinh chip già hồ sa na ta ti kha sanh nhà nành nhà mạnh nhà sa du kha mi chạy ya ma ta ya tha ni yang cút tăng a yu sa e ca cút ta manurak khe e vam tu sap ta phu te su ma na sang pha wa ye apari ma nang net tang cha sap ta lo ka min ma na sang pha wa ye apari ma nang ut thang a tho cha tri yen cha a sam pha phang a we rang a sap ta tang tít thằng cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mít thô e tăng sa tình áp thít thầy yap ma mê tăng vi hà rằng y tha ma hu tít thình cha an nu phúc ta gầm ma si la wa da sa nê na sam tan no ka me su ni nay ya ge thang na hi cha tu gap pa say yang ku na re ti ti. Dạ con đã đọc xong cái gì sai xin sư đức và đạo sản càng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài, con xin xuống mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tâm đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn thiện vũ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn chị Thầm Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin trả bài câu kinh, bài kinh từ bi. Và con xin vừa bót vừa đọc để nếu con đạo tràng có thấy con sai thì chỉ cho con sửa. Karane yama katutale na yan tang san tang ba dang abhisamet cha sat ko uchu sa chu hu chu cha su wa chu cha samadu anatimane san tu sako cha su ba ro cha apa kinh châu cha san la hu ka vo ti san tinh di yo cha ni ba ko cha apa ga po ku le su ananu ghi thông. Na cha khớp đăng sắp ma cha rệ kinh chi về quỳnh nhu ba rệ u ba qua đầy dùm su khi nở qua khê mi nở hôn tu sa pê sa ta pha quan tu su khi ta ta về kê chi ba na phụ ta thi ta sa qua tha ra qua ana sê sa đi kha qua ye ma hạnh ta qua ma chi ma ra sa ca ana ca thủ la đi tha qua ye qua đi tha ye cha đủ rê qua sam ti a vi đủ rê phụ ta qua sam pha huệ si qua sa bê sắc ta pha hoàn tu si khi ta ta nam ba rô qua răng ni cập bê tha na ti man nhê tha ca tha chị năng kinh chíp dạ rô sa na ba ti ga san nha nan nha man nha sa đục tham ích chay cha mạ ta cha ta đi văn bụt tăng
yusa e ka bota manura khe e quang bi sa ba phu te su ma na sang pha qua ye a vi di ma nang met tang cha sa ba lo kas min ma na sam pha qua ye a vi di ma nang ut thang a tho cha ta di yan cha a sam ma thang a we rang a sa ba tang. Tê thăng cha răng ni xin nơ qua sa dạ nơ hoa dạ qua ta sa ga tay mi thơ ê tăng sa tinh a thịnh thay gia râm mà mê tăng quý hạ răng y tham ma hù đề tình cha an nơ ba gam ma si la qua đa sa đa sa nê na sa bàn nơ ca mê su vi nay và ghê thăng na hê cha tu gặp ba say văn bu na re ti ti nam mô bích tha giá. Dạ con đã đọc xong bài kinh từ bi. Dạ con có sai, con kính xin ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con, và con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Sa thu, sĩ thiện phủ. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc bài kinh từ bi. Nhưng mà qua bài kinh này, quý vị có ý kiến thế nào khi chúng ta học? Quý vị có gì thắc mắc? Bởi vì đây là một cái bài kinh Paritta, tức là bài kinh hộ trì. Khi mà chúng ta niệm tưởng, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tụng đọc, chúng ta an trú trong bài kinh này, thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và cái oai lực của bài kinh này làm cho chúng ta bớt đi sự sợ hãi lo âu. Lâu âu sợ hãi nhiều vấn đề, tức là có những cái loại mà nó quậy phá chúng ta, làm cho tâm của chúng ta bất an, thì cái đó gọi là ma hả? Ma có năm loại ma. Alo, quý vị nhớ năm loại ma đó là ma gì? Đừng có nói ma men trong này nghe. Alo, quý vị học giỏi quá. Rồi, bây giờ đưa tay hả? Không biết ma gì đây mà thấy Sĩ Kim đưa tay năm loại nghe. Con xin kính chào sư Trí Đức. Hình như con thấy là có sư Tuệ Đức nè, rồi có sư Pháp Trang nữa. Rồi con mới vô con coi đó. Và con xin kính chào các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, con nói với sư đó, năm loại ma này cả đạo tràng ai cũng biết hết trơn á, mà con mau mắng tay con nhắn lên đi. Con thấy sư nói mệt quá, sư lè nhè, sư nói sư mệt quá. Con nói để cho sư nghỉ mệt đi. Ma, năm loại ma ai cũng biết hết. Thứ nhất ma dương, ma dương này, chư thiên ma nè, là hai người tử thần ma, phiền não ma nè. Ok mấy rồi à, rồi ok. À, ma dương nè, tử thần ma, phiền não ma nè, ngũ quẩn ma nè, còn cái ma nè, chư thiên ma rồi chưa ta, bệnh hoạn ma gì đó, ba loại ma coi chưa, ma con coi coi, ma dương nè, ma dương nè, tử thần ma nè, ma chư thiên ma nè, phiền não ma nè, bệnh hoạn ma gì đó, pháp hành ma gì đó, năm cái loại ma đó đó, chưa nghe rõ không? Còn ngoài đời có năm loại ma nữa, sư cũng nói lần trước, ma cô nè, ma men nè, ma sơ nữa, ma nữ, ma tí, tại sao vậy đó? Đó pháp hành ma đó, là phiền não ma đó, tại sao vậy? Sư, năm loại ma đó ghê lắm sư. Ma dương, con sợ nhất ma dương đó, tử thần ma là không ai tránh nổi hết trơn á. Chết là ai cũng phải chết, không ai mà còn sống sót hết.
Đức Phật cũng phải nhập niết bàn này, chết nè thôi. Đức Phật không bao giờ trở lại hết, mấy vị A La Hán không bao giờ trở lại hết. Còn chúng sanh ở trên cái cõi đời này phải là sanh tử, sanh tử, sanh tử, sanh sanh tử, luân hồi không tơ đến như nào. Đắc thị một trong ba loại vị Phật thôi. Phật Thinh Văn Giác, Độc Giác Phật và Chánh Đẳng Chánh Giác, ai cũng phải có ba loại Phật đó mới không có còn luân hồi nữa. Ma nhiều lắm, ma ở trong Phật có, trong bài học của Phật giáo có, ma ngoài đời cũng có. Ma nữ, ma cô, ma men, ma sơ, ma nữ, ma tí, năm loại ma, có thấy không? Những kia là pháp hình ma, tỷ thần ma, tỷ thần ma dương, ma, gì ta? Nó lộn rồi, ma dương. Rồi phiền não ma, thấy không? Ma nữ nữa. Làm gì có bệnh hoạn ma. Phiền não ma đó, con chế vô thôi. Pháp hình ma. Thôi đủ rồi con, xong đó. Sư con thấy bữa nay sư mệt quá rồi. Sư nghỉ sớm đó sư. 4 giờ đó không có gì nói gì, sư nghỉ sớm, con thấy sư mệt quá. Con đi sao con lại nhẹ thôi. Con xin trả máy lên nha. Dạ con xin. Alo, 123, 123. Chữ ma ra. Ma ra gọi là ma vương ha. Ma ra ra cha tức là ma vương. Thì bây giờ chữ ma ra đã là ma rồi. Thì bây giờ chúng ta tìm coi năm loại ma. Ở đây coi như Huynh Giang Nhật Hà nó pháp hành ma nè. Pháp hành tức là hành vi ma đó, sư Kim Dung. Pháp hành với là hành vi nó cũng là một, là pháp hành ma, tức là cái gì, Sankhara Mara, pháp hành ma, một cái từ Pali, Sankhara Mara là một, rồi hai nữa ngũ uẩn ma, Khandha Mara là hai. Ngũ uẩn ma là hai. Đâu cái gì nữa? Phiền não ma, Kilesa Mara là ba. Kilesa Mara là ba. Mới ba rồi ha. Tử thần ma, Machu Mara là ba, là ba, là bốn ha. Rồi chư thiên ma, Dewa Mara là năm. Chứ làm gì trong đó có chư thiên ma đó, tức là thiên tử ma thì như vậy Dewa Mara là năm. Như vậy là đúng rồi, chứ làm gì mà có bệnh hoàng ma trong này, cái bà này cà chớn quá Rồi như vậy khi mà chúng ta đọc cái bài kinh từ bi này á, thì chư thiên ma nè, tức là các cái vị mà chư thiên địa tiên á, các cái vị thọ thần trên các cái ngọn cây đó theo hộ trì thì như vậy trong khi mà chư thiên ma, tức là chư thiên vương mà theo hộ trì á, thì bây giờ các cái tử thần ma, phiền não ma, hoặc là ngũ uẩn ma, rồi những cái loại ma đó nó ổn định, bởi vì chúng ta có được một cái tha lực có được một cái tha lực, mà chính cái tha lực do các cái vị chư thiên hộ trì cho nên chúng ta luôn luôn phòng hộ cái trong tâm của chúng ta, không dám nghĩ bậy bởi vì khi mà nghĩ cái gì thì các vị chư thiên biết rồi, mà các vị chư thiên biết thì quê độ lắm cho nên cố gắng để mà tu tập. Có người họ luôn luôn họ dòm ngó mình ha, mà cho nên chính mình phải gương mẫu phải làm gương, và khi mình làm gương như vậy kiểm soát lại chính mình thì phòng hộ tâm, đó là cái điều quan trọng, và thể hiện cái tâm từ. Thì tiểu của bài kinh này cho chúng ta một cái kết quả khi tự lực chúng ta tu tập và có sự hộ trì của các vị chư thiên, tức là trên cái tinh thần tự giác và giác tha,
do chúng ta tu tập ha, đem lại sự an vui cho những người khác, mà đó là những vị chư thiên địa tiên, hai bên nương nhau mà sống, và một cái kết quả là sự an vui đến với cả hai, lợi mình lợi người, đó là một cái điều quan trọng. Và cái bài kinh này thì quý vị biết rằng đối với chư tăng, khi mà sử dụng bài kinh này với một cái lực rất mạnh, tức là phải đủ tăng nha, thì quý vị biết rằng nhất là phi nhân, những cái người mà bị nhập á, tụng bài kinh này rất là linh, và chúng ta thấy cái kết quả liền, tức là do có ái lực của bài kinh này mà những phi nhân mà nó nhập vô những cái người khác thì nó tỏ thái độ, tức là một là xuất ra, hai là coi như nếu mà cái lực mà của chư tăng yếu thì những phi nhân này nó cũng cho biết kết quả luôn. Cho nên bài kinh này rất là có lực. Vậy thì mong rằng cố gắng để mà học, chứ đừng có nói lầu bầu gì nữa ha. Phải hiểu ý nghĩa của bài kinh này để rồi chúng ta thấy kết quả trong các vấn đề hành trì. Tham mô ha quê rất khá tí tham má cha rì. Bởi vì chúng ta thực hành theo những lời dạy của Đức Phật thì sự an vui sẽ đến với chúng ta. Và sự an vui đó chính là không đọa vào bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và thiên đàng. Rồi, bây giờ thời gian còn lại, quý vị có ý kiến như thế nào về cái bài kinh từ bi này? Sau khi học bài này thì thời gian tới chúng ta sẽ học qua cái bài báo ân phụ mẫu ha. Nhưng mà đối với bài này, ý kiến quý vị nghĩ như thế nào khi học bài kinh này? Đây cũng là một bài kinh mà do quý vị yêu cầu nha, do quý vị yêu cầu. Vậy thì trong sự yêu cầu, quý vị cảm thấy ý nghĩa của bài kinh này lợi ích như thế nào? Có những cái điểm nào mà quý vị coi như thích để yêu cầu học bài kinh này? Alo, hình như Sĩ Kim Nhung à, Sĩ Kim Nhung yêu cầu học bài kinh này, không biết có phải không? Rồi, mời Sĩ Kim Nhung có ý kiến về bài kinh này. Alo, Sĩ Kim Nhung, đúng rồi, phải nói chứ. Dạ, alo ạ, dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức Đức, dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ, kính chào các anh chị. Dạ, con thưa sư, bài kinh này con yêu cầu ạ, dạ. Con khi mà bài kinh này và hàng ngày thì con cũng có đọc bài kinh này, rồi con cũng trông chờ mỗi tuần đến ngày thứ hai thì con lại được học chính thức từ sư về bài kinh này. Nhưng mỗi tối thì con cũng có đọc về bài kinh này, thì con đọc thì cùng với những bài kinh khác nữa, thì trong đó thì bài kinh này con đọc, nhưng về oai lực thì con thưa sư, con cũng chưa biết oai lực như thế nào. Nhưng mà khi con đọc bài kinh này cùng những bài kinh khác thì con rất là hoan hỷ, và cái tâm con nó cũng bình an hơn, và con đi ngủ hơn, tốt hơn. Nhưng mà còn về cái oai lực về về những cái phần mà bên ngoài vô hình thì con thấy thiệt là con cũng không biết ạ. Nhưng mà con thấy là con cảm thấy con rất hoan hỷ, con đi ngủ an và có tâm con nó bình hơn, bình an hơn. Dạ, con chỉ thấy là như vậy. Con kính tri ân sư. Dạ, sắp tới mà học về bài kinh báo ân phụ mẫu con cũng rất là hoan hỷ thưa sư. Bài nào con cũng rất là hoan hỷ. Con kính chúc sư có nhiều sức khỏe, và sư dạy cho tụi con những cái bài tụng kinh hàng ngày như vậy, con thấy rất là có ý nghĩa và có lợi ích cho riêng con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ.
ơn Bố Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Được Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ. Cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy không có vị nào cầm mic, con nghe em ru. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, ngài đi đâu mất tiêu rồi. Dạ, lúc nãy con có xin phép, con không có mặt trước máy rồi. Bây giờ trở lại không thấy nhúc nhích gì hết. Dạ, con không biết nói gì đây, do con vắng mặt nãy giờ. Dạ, chắc có lẽ ngài kêu chia sẻ về cái bài kinh này. Dạ, ý nghĩ bài kinh này có phải không nhỉ chị Metta? Dạ, còn ai có muốn chia sẻ thì kính mời bằng tay ạ. Dạ, kính mời bằng tay để chia sẻ khi mình học được bài kinh này. Dạ, không có bằng tay mà con cũng không thấy ngài, con phép được chia sẻ với bài kinh này. Dạ, con không biết làm sao, nhưng mà khi con mới biết cả nguyên thủy, con lật cái cuốn kinh Nhật Tụng, có một vị sư cho con cuốn kinh Nhật Tụng, thì con lật ra thì con đọc được bài này. Thì con cảm nhận khi mà mình đọc cái bài kinh này giống như là mình trải cái một cái tình thương mình đến tất cả mọi người mọi loài, nên là con thấy tâm con an ổn, chứ không con không không nghĩ là mình đọc kinh này để ai sợ mình hoặc mình đừng sợ ai hết. Nhưng mà lúc đó con rất là ngu ngơ, con không có hiểu gì hết á. Nhưng mà con đọc, và con đọc tiếng Việt, thì con mới thấy được là tâm mình rất là an ổn. Mỗi lần con đọc bài kinh này thì vừa tiếng Pali vừa tiếng Việt thì con thấy cái tâm mình giống như mình trải rộng tình thương với tất cả, thì tâm mình rất là nhẹ nhàng, chỉ có biết vậy thôi. Mà bây giờ càng học thì càng thấy cái bài kinh này rất có nhiều oai lực đối với cái duyên sự. Thì thấy thì thấy vậy đó, nhưng mà khi mà con đọc, con vẫn thấy cái tâm mình nó rất là yên ổn thôi, chứ không có thấy ai sợ mình, mà mình cũng không có phải gì sợ ai hết. Dạ, con, dạ, trong đầu con chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Dạ, con kính nhân mít đến ngày, con có 11 phút kính ngày trở lại đạo tràng để đúc kết đại học ngày hôm nay, bạch ngài. Dạ, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh ngài ạ. Rồi, chắc ngài có việc ở chùa rồi quý vị ơi. Tại vì là thứ sáu tới đây, và nãy giờ có một vị hỏi Nhật Quỳnh, thôi thì sẵn dịp ngài chưa có trở lại đạo tràng, Nhật Quỳnh xin thông báo luôn. Dạ, lúc nãy có một vị hỏi Nhật Quỳnh là ngày nào ở chùa Ngọc Đạt dân y Khách Hy Ná. Thì theo Nhật Quỳnh biết thì hàng năm ngày mùng 1 tháng 10 là ngày dân y Khách Hy Ná của chùa Ngọc Đạt. Mà ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay thì năm nay thì nhằm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Dạ, con thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con cung thỉnh sư ạ. Dạ, sư có thể cầm mic để đọc bài kinh này thì con cung thỉnh sư ạ. Hoặc là sư có thể chia sẻ trong bài kinh này như thế nào thì con cũng cung thỉnh sư luôn. Dạ, con kính nhân mít để Đức Pháp Trang ạ. Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng.
chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thỉnh chào quý tu nữ và chư Phật tử. Dạ bây giờ hết giờ rồi cô Như Quỳnh. Này mới có 6:21 mà. Dạ, thưa bây giờ nhìn đồng hồ lộn. Dạ. Thì hôm nay là chúng ta học cái bài kinh Từ Bi là cái đoạn cuối, là chúng ta kết thúc cái bài kinh Từ Bi. Thì như các Phật tử chúng ta cũng đã được biết là cái bài kinh Từ Bi này là nó có cái oai lực khi các vị kheo tu tập rồi không có cái sự an vui là do các vị chư thiên hoặc là các vị thiên, các vị phi nhân ở nơi đó phá, và khi đó các vị tỳ kheo hoảng hốt và không ở cái nơi đó để tu tập và đi về để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn ngài đã hỏi về cái nguyên nhân ở nơi đó có cái, được cái sự an vui hay không, thì các vị tỳ kheo mới kể cho Đức Thế Tôn nghe về cái sự việc là tu tập ở đó nó có những cái sự việc xảy ra như vậy. Thì khi đó Đức Thế Tôn ngài đã dạy lên cái bài kinh này để cho các vị tỳ kheo trở về đó để tu tập và đọc lên cái bài kinh này để tu tập được cái sự an vui. Thì ở đây thưa quý vị, thì đối với chúng ta khi mà chúng ta không phải là chúng ta chỉ đọc với bận một đọc xuông mà chúng ta gửi tâm từ đến cho những cái hạng phi nhân đó, mà thứ nhất là người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta là những người tu tập, chúng ta phải luôn luôn chúng ta thực hành, chúng ta là những người có giới và chúng ta phải luôn luôn chúng ta tu tập và chúng ta phải có một cái tâm từ thì chúng ta mới gửi tâm từ đến cho người khác. Thí dụ như là ở đây khi mà chúng ta muốn cho ai một cái gì đó thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải có một cái vật gì đó chúng ta mới cho người khác. Thí dụ như là ở đây chúng ta muốn giải tâm từ đến cho những cái hạng phi nhân hoặc là những cái chư thiên ở nơi đó, thì trước tiên là mình phải có tâm từ, không phải là chúng ta chỉ đọc suông mà chúng ta nói rằng là chúng ta có tâm từ. Nhiều khi có những người đọc nhưng mà nó cũng có những cái tâm sân trong đó, thì chúng ta không thể nào chúng ta cho người khác được. Hay là nếu như mà chúng ta có tâm sân thì không lẽ chúng ta cho những cái phi nhân đó bằng cái tâm sân. Thành thử ra là trước tiên là chúng ta phải có cái tâm từ. Chúng ta có tâm từ chúng ta mới cho người khác được. Giống như là chúng ta đang có tiền, trong người chúng ta đang có tiền, chúng ta muốn cho ai một cái gì đó, chúng ta muốn cho một cái người nào đó tiền thì chúng ta phải có tiền chúng ta cho, chúng ta mới cho được. Hoặc là chúng ta có một cái vật gì đó chúng ta muốn chia sẻ, hay là chúng ta muốn ban bố cho một người nào đó một những cái vật gì thì chúng ta mới có được, chúng ta phải có được cái vật đó chúng ta mới cho. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta đọc lên những cái bài kinh này, thật sự cái bài kinh này có cái oai lực rất là mạnh thưa quý vị. Bài kinh này có cái oai lực rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta phải có cái oai lực là chúng ta phải tu tập, chúng ta phải có tâm từ thì chúng ta mới chia sẻ cái tâm từ đó đến những cái chúng sanh khác. Hoặc là chúng ta chia sẻ những cái tâm từ này đến những vị chư thiên bằng cách là chúng ta gửi tâm từ qua những cái bài kinh này. Thì như vậy là chúng ta chia sẻ bằng một cái sự tu tập, bằng một cái tâm từ của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái bài kinh này là nó có cái oai lực. Khi mà Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo thì các vị tỳ kheo trở về cái khu gần đó và các vị tỳ kheo ngồi và các vị dùng cái tâm của mình để gãi tâm từ và ban bố những cái tâm từ này đến những cái hạng phi nhân, những hạng chư thiên. Thì khi đó các vị chư thiên ở nơi đó và những hạng chúng sanh ở nơi đó họ có cái tâm mát mẻ và họ liền
để hậu trì các vị tỳ kheo để tu tập có cái sự an vui. Thì qua bài kinh này chúng ta phải hiểu là như vậy. Thì theo cái sự hiểu biết của chúng tôi là như vậy, chúng tôi chỉ chia sẻ để cho các Phật tử chúng ta để cùng nhau để chúng ta chia sẻ qua cái bài kinh này. Thì nói chung thì mỗi người thì có một cái ý kiến khác nhau. Thì theo đây là cái sự hiểu biết của chúng tôi qua cái bài kinh này là như vậy. Thì bây giờ thì chúng tôi chỉ có vài đôi điều để chia sẻ đến cho quý vị. Và bây giờ chúng tôi đã thấy còn có mấy phút nữa, thì bây giờ xin gửi mic lại cho quý vị. Giờ có quý vị nào để tiếp tục chia sẻ, chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Bây giờ xin gửi mic lại cho quý vị để tiếp tục sinh hoạt trong vòng 3 phút nữa, và sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học sáng hôm nay. Bây giờ xin gửi mic lại cho quý vị. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Sa thủ Đại Đức Pháp Trang, rất là hoan hỷ sự chia sẻ của Đại Đức Pháp Trang, nhấn mạnh về cái oai lực của bài kinh Từ Bi này. Sư Kim Dung, Sư Nhật Quỳnh cũng nói lên cái ý nghĩa của bài kinh này rất là quan trọng. Và chính vì vậy cho nên chúng ta cố gắng từ cái vấn đề thuần thục qua dòng kinh, rồi sẽ an trú qua dòng kệ, thì chúng ta cảm thấy con người hồi nào nó cũng nhẹ nhàng. Quý vị mà thuộc lòng rồi á, thì cái chắc chắn là cái dòng kệ của quý vị sẽ hay. Nhiều khi quý vị coi như đọc á, chưa có quen, chưa có dạy chữ, cho nên cái dòng kệ, và chính cá nhân của chúng tôi cũng vậy. Khi nào mà thuần thục mà đọc một lèo từ trên xuống dưới, chứ là đụng chuyện cái là đọc qua một khúc ấy, tự nhiên dòng kinh thì đọc được, nhưng mà dòng kệ nhiều khi nó cũng hơi bị khóc. Thôi mong quý vị thông cảm ha. Với cái bài kinh oai lực như thế này, chúng ta cứ suy ngẫm, rồi cũng chúng ta cứ ôn đi ôn lại cho nó nhuần nhuyễn, thì quý vị sẽ thấy cái oai lực của bài kinh này rất là lớn. Và nhất là các vị chư thiên, các phi nhân, khi mà nghe tụng bài kinh này, hình như họ cũng rất là hoan hỷ. Chỉ có những cái anh chị nào mà tà kiến thì họ phản đối thôi. Còn nếu mà họ nghe và họ cảm thấy hoan hỷ, tức là họ với chúng ta cùng một phe, tức là có chánh kiến, có cái như những cái thiện sự chúng ta làm mà cùng hoan hỷ với nhau, thì những cái vị chư thiên, những cái vị phi nhân, họ rất là hoan hỷ với bài kinh này. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Và kỳ sau thì chúng ta học về báo ân phụ mẫu, cũng theo sự yêu cầu ha. Chúng ta cứ liên tục hết bài kinh này tới bài kinh kia, để rồi những lời dạy của Đức Phật đem lại sự an lạc cho chúng ta trong cuộc sống. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, siêng hoa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha qua chê na sâu thị vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin mời Sư Hùng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Xin lỗi quý vị, chúng tôi cũng hơi lu bu, mong quý vị thông cảm ha.